đặc biệt là gần tòa tháp bà. Onaga chính có một cây thị không biết có từ bao giờ, có từ lúc xây tháp hay sau này người ta mới trồng cũng không ai biết chính xác, nhưng nó chắc chắn là có từ rất lâu lắm rồi. Nó vẫn thách thức với thời gian, sự biến đổi khí hậu, sự tác động của con người. Cây thị này từ gốc lên đến gần 3 mét, thân cây đã bị cháy, chỉ còn lại lớp vỏ xù xì, còn sót lại một ít thân mỏng bên trong. Cây vẫn ra hoa, kết trái hàng năm, cây luôn được sự chăm sóc và hỗ trợ bởi một trụ chống bên cạnh. Cây thị này đã thu hút sự quan tâm cùng với sự hiếu kỳ của hầu hết du khách khi viếng thăm tháp bà Onaga. Ngoài ra, bên cạnh cây thị có một bàn thờ nhỏ, nơi có một hòn đá hình cái lưỡi. Một số người trong ban quản lý khu du tích cho biết, cách đây mấy chục năm, hòn đá nhô lên rất thấp. Theo thời gian, hòn đá dần nhô lên và đến bây giờ cao hơn so với mặt đất gần 1 mét. Một bàn thờ nhỏ được lập ra để thờ hòn đá này và mọi người thường quen gọi là bàn thờ thần lưỡi. Rất nhiều người dân khắp nơi đến đây để thắp hương, dâng hoa quả, cầu khấn